chào các bạn. Hiện nay mình đang có ở đây hộp của hai chiếc iPhone 5 phiên bản màu đen. Đố các bạn biết là đâu là máy chính hãng và đâu là máy sách tay. Ra thì cách kiểm tra nó khá là dễ dàng. Thì iPhone 5 chính hãng và sách tay, cách đóng hộp thì bên ngoài nó cũng rất là giống nhau, không có gì khác biệt. Đây là tiêu chuẩn chung của Apple, chúng ta không thể đi mỗi nước lại đóng hộp một kiểu đâu, giống nhau hết. Thế nhưng mà với máy chính hãng chúng ta sẽ thấy sự khác biệt một chút. Với máy chính hãng chúng ta sẽ có một cái mã là VN ở đầu cái dòng mã code này, nó có chữ VN bao nhiêu đấy. Còn với máy sách tay nó sẽ không có. Thứ hai nữa là cái dòng in ở trên này, thì của với máy chính hãng chúng ta sẽ in được hai cột và nó có tiếng Việt, chữ 16GB khá là bé thay vì 16GB to như thế này và không có tiếng Việt. Đây chính là một cách để các bạn có thể phân biệt được giữa máy sách tay và máy chính hãng. Sau đó mình sẽ mở cái hộp này ra để chúng ta có thể kiểm tra xem là máy chính hãng và sách tay có gì khác biệt hay không. Ở đây mình đều có hai chiếc máy được đặt ở trên cùng của hai chiếc hộp này. Ở dưới đó thì chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng, trong đó đều có kèm thêm một cái chọc SIM. Trong này chúng ta sẽ có thêm sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và gói thông tin bằng iPhone, cũng có hai cái tài liệu được in bằng tiếng Việt luôn. Còn với máy sách tay thì toàn bộ các cái thông tin trong máy sách hướng dẫn sử dụng của chúng ta thì đều in theo tiêu chuẩn quốc tế, tức nghĩa là nó sẽ sử dụng tiếng Anh chứ thay vì tiếng Việt. Các bạn đã thấy đây rất là khác nhau. Thì trong hộp chúng ta vẫn có cáp Lightning và tai nghe. Thì với máy sách tay chúng ta sẽ có cục sạc khác so với lại máy chính hãng. Bạn thấy là đầu sạc thì chúng ta vẫn có chân kết nối giống nhau, thế nhưng mà hình thù của nó khác. Máy chính hãng thì chân sạc nó sẽ là hình tròn và dài, còn với máy sách tay thì nó là hình dẹt, nó ngắn hơn so với cái cục sạc của máy chính hãng. Mặc dù là hiệu năng cũng hình như là đem lại tương tự nhau, thời lượng sạc pin giống nhau. Về thiết kế, mình đang có ở đây chiếc máy chính hãng và máy sách tay. Nhìn qua chúng ta không thể nào mà phân biệt được. Máy chính hãng và máy sách tay thì vẫn có thể gặp cái trường hợp là khi chúng ta mở hộp ra, máy đã bị sức viền. Đây là tình trạng chung và đây là vấn đề của sản xuất từ iPhone 5, từ khâu sản xuất bên Trung Quốc, chứ không liên quan đến cái việc là bạn mua máy sách tay hay là chính hãng. Vì thế ai đang phân vân là mua thì có bị hiện tượng như vậy, có được đổi mới không, thì tại Cellphonex đều cho phép bạn có thể đổi mới ngay nếu các bạn mở hộp ra đã bị sức viền. Mặt sau hai máy chúng ta đều có tương tự nhau, camera chính 8 megapixel, đèn flash LED, biểu tượng logo quả táo iPhone. Cạnh phải này chúng ta sẽ có kè cắm SIM, iPhone 5 sử dụng nano SIM, đỉnh máy là phím nguồn. Cạnh trái chúng ta có tăng giảm âm lượng và cần gạt. Phía dưới đuôi máy chúng ta có cổng kết nối Lightning, jack tai nghe 3.5mm và hai bên loa. Một loa chúng ta sẽ sử dụng để đàm thoại khi chúng ta bật loa ngoài, và một loa chúng ta chỉ sử dụng để có thể nghe nhạc hoặc chơi game. Phía trước là camera FaceTime, có loa đàm thoại chính và chúng ta có phím home. Thì iPhone 5 chính hãng và sách tay nói chung thì đấu đầu cũng vậy thôi. Các bạn chỉ có đắn đo là liệu là chúng ta có mua nhập về iPhone 5 hàng Trung Quốc. Ý mình nói là Trung Quốc thật đấy, chứ không phải là máy iPhone 5 sản xuất ở Trung Quốc. iPhone 5 nào thì sản xuất ở Trung Quốc. Với các phiên bản máy tàu thì các bạn cần phải tìm hiểu kỹ hơn trước khi quyết định mua, đề phòng để bị lừa. Còn với máy chính hãng và sách tay thì đều có xuất xứ, cách sản xuất và mọi thứ đều như nhau. Vậy thì cái gì để dẫn đến cái việc là bạn nên lựa chọn iPhone 5 chính hãng và sách tay? Đấy chính là cái chế độ hậu mãi mà khi các bạn mua máy. Cellphonex hiện nay chỉ bán các máy sách tay, và với các máy sách tay các bạn sẽ được ưu đãi như sau. Bạn sẽ được cài đặt game bản quyền ngay tại Cellphonex, và các bạn sau này muốn cài thêm, muốn nâng cấp, cài đặt lâu dài, các bạn đều có thể đến Cellphonex cài đặt miễn phí cho các bạn. Khi mua máy các bạn sẽ được tặng một miếng dán màn hình, và tại cửa hàng cũng có các miếng dán khác như là miếng dán lưng cho chúng ta để tránh bị xước phần mặt sau, phần kính, và cả các có thể mua kèm các bao da. Ngoài ra khi mua hàng tại Cellphonex các bạn có cơ hội tích điểm để trở thành thành viên F member tại cửa hàng với nhiều ưu đãi khác nhau. Với các ưu đãi ví dụ như là các bạn được đổi máy mới này, được chiết khấu phần trăm, được tặng cài đặt các game bản quyền ngay tại Cellphonex. Và chương trình này sẽ được triển khai ngay vào cuối tuần này hoặc vào đầu năm 2013. Các bạn có thể theo dõi thêm tại F forum để biết thêm chi tiết về chương trình này. Còn với các máy chính hãng hiện nay thì các bạn có thể mua tại FPT, mua tại Viettel và mua tại Vinaphone. Với các cửa hàng này, Viettel thì mình đã kiểm tra thì được biết là khi mua máy các bạn chỉ có máy không, chúng ta không được tặng kèm bất cứ miếng dán màn hình, không được tặng kèm game và ứng dụng. Nói chung là các bạn chỉ mua máy, vác xác nó về và sử dụng tùy theo cái ý muốn của bạn. Cài game ứng dụng thì các bạn phải ra ngoài cài. Nếu các bạn thích có thể đến Cellphonex cài đặt cũng được, có game bản quyền hết. Tại Vinaphone thì các bạn cũng mua tương tự như vậy, và các bạn có thể trả trước hoặc trả sau đại khái là
các bạn sẽ trả theo từng tháng một theo chính sách của Vinaphone. Nhưng hiện nay mức giá của Vinaphone và Viettel thì đều bằng nhau, với mức giá phiên bản 16GB là 15.699.000 đồng. Đấy là phiên bản khóa mạng. Còn với phiên bản quốc tế tại Viettel thì mình được biết là phiên bản 16GB là mức giá là 16.200.000 đồng. Còn với 7S thì chỉ bán một phiên bản duy nhất, đó là phiên bản quốc tế, tức nghĩa là không khóa mạng. Các bạn không bắt buộc phải dùng SIM Viettel hay là Vinaphone, các bạn sẽ dùng thoải mái các loại SIM, có thể cắt SIM tại cửa hàng luôn. Thì mức giá hiện nay 7S đang áp dụng cho iPhone 5 16GB bản quốc tế là 16.500.000 đồng. Như vậy thì hy vọng sau video này của mình, các bạn có thể lựa chọn mua những thiết bị nào phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra thêm một điều nữa mà các bạn sẽ rất lưu tâm, đó là iPhone 5 phiên bản chính hãng tại Việt Nam hiện nay đang khá là khan hiếm hàng. Các bạn có thể không lựa chọn được các phiên bản 16GB đang là rất cháy hàng, và thêm nữa là các màu sắc đôi khi cũng bị hết màu trắng hoặc là màu đen, chúng ta không thể mua được ngay. Và các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi để có thể theo dõi thêm các video so sánh khác iPhone 5 cùng với các thiết bị smartphone trên thị trường. Hẹn lại các bạn ở các video lần sau.